Ngày 9 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và thông tin về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong tình hình hiện nay bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 161 điểm cầu trong toàn hệ thống. Tham dự hội nghị có đồng chí Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Hồ Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Vietinbank có đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Vietinbank cùng hơn 700 đồng chí cấp ủy các cấp, người đứng đầu đơn vị trong toàn hệ thống Vietinbank. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ khẳng định, trong những năm qua, Đảng ủy Vietinbank đã thường xuyên liên tục quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội trong hệ thống thực sự vững mạnh. Bên cạnh đó, sự tham gia phối hợp của các cấp ủy các cấp, các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ sở đã phát huy vai trò trong công tác quản lý, bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc, khách quan, đúng quy định. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã tập trung, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được đồng chí Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến, quán triệt. Đây là các nội dung rất cụ thể, thực tiễn và cần thiết đối với công tác xây dựng Đảng, đồng thời liên quan trực tiếp, gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.